tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần nghi bị xâm hại ở Hà Nội. Anh N.A. trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đầu tháng 1 năm 2024, gia đình nhận thấy bụng cháu Y sinh năm 2012, con gái anh A to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định cháu Y mang thai ở tháng thứ 6. Cho đến nay, thai nhi đã được 38 tuần tuổi. Thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con, gia đình được biết cháu Y bị người đàn ông hàng xóm làm hại nhiều lần. Người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để có ý đồ xấu với cháu, thậm chí có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ em sang nhà chơi và thực hiện hành vi ngay tại nhà đối tượng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã dẫn cháu đến công an xã Tam Hiệp để trình báo. Công an huyện Thanh Trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai, tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ công an huyện Thanh Trì. Dự kiến chiều nay con gái tôi sẽ mổ sinh, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người xâm hại tình dục con gái tôi anh a nói vẫn theo bố cháu y từ khi phát hiện sự việc gia đình anh phải nghe những lời xì xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi gia đình anh a cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ chồng anh A có hai người con, cháu L là con Úc. Khi cháu L vừa tròn một tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vợ ông A đã bỏ nhà ra đi, đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, ông A phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Ngày 17 tháng 4, theo thông tin mới nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi điện thoại cho ông Hồ Thanh Dũng, sinh năm 1966, thường trú tỉnh Hậu Giang, chỗ ở khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin phép cho Nam qua ngủ nhờ và được ông Dũng đồng ý. Khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023, Nam đến phòng trọ của ông Dũng, khi Nam nằm trên nền nhà để xem điện thoại di động thì ông Dũng ngồi phía sau sờ vào vùng kín của Nam. Nam giật mình hỏi: "Chú làm gì vậy?" Đồng thời Nam ngồi dậy. Sau đó, ông Dũng tiếp tục luồn tay vào trong áo sờ vào người của Nam thì Nam đứng dậy hất tay ông Dũng ra. Tức giận vì bị ông Dũng sờ vào người, Nam dùng chân đá vào bình nước gần đó làm bình nước đổ gây ướt chân của Nam. Nam đi vào nhà vệ sinh vừa rửa chân vừa chửi ông Dũng vì vẫn còn tức giận và khi đi ra, thấy ông Dũng ngồi quay mặt ra cửa, Nam đi từ phía sau ông Dũng và dùng tay siết chặt cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ là mình đã giết chết ông Dũng, nên để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nam đã ngụy tạo hiện trường việc ông Dũng chết là do tự quyên sinh do điện giật. Đối tượng đến khu bếp cắt một đoạn dây điện, một đầu có phích điện rồi đem phần đầu dây bị cắt đặt vào lòng bàn tay trái của ông Dũng. Tiếp đó, cắm phích điện vào ổ điện và khi thấy ông Dũng bị điện giật thì Nam bỏ đi. Trước khi đi, nam mang theo hai điện thoại và một nhẫn vàng của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi điều tra, ngày 16 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam theo hai tội danh trên. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Dũng chết do điện giật và trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1. Bà Hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đất vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, công ty trách nhiệm hữu hạng tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Ngay sau khi bị khởi tố với các bị can tội cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án, người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp. Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật bị can Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG tham gia. Lý do C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và các tổ chức đơn vị liên quan. Được biết, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG tham gia vào một gói thầu số 03 thuộc dự án có giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk. Gói thầu này là kế hoạch thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Cục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu bản photocopy, đóng dấu treo, thống kê theo danh mục, không đóng dấu mật gửi về C03. Theo hồ sơ dự án đường tránh đông có chiều dài hơn 39,6 km tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, gồm hai gói thầu xây lắp, gói 3 và gói 4. Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn, thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An. Ngoài ra, ngày 16 tháng 4, Đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Theo đó qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nắm bắt thông tin công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an nhà thầu nhà đầu tư Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Được biết, tập đoàn Thuận An đã tham gia tổng cộng 51 gói thầu và đã trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói trúng thầu là hơn 22,6 nghìn tỷ đồng trong số này có hơn 8,2 nghìn tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 144,3 tỷ đồng.